6 cái cách mua đất siêu lợi nhuận đảm bảo lời ngay lúc mua, càng để lâu thì càng tăng giá, lúc đang bán thì tranh nhau mua. Đất thứ nhất đó là gì? Đất ở cổng khu công nghiệp. Cái loại đất thứ hai đó là đất ở ngã tư, ngã ba khu đông dân cư. Và đất thứ ba là đất ở cổng chợ. Đất thứ tư đó là đất ở cổng trường đại học. Đất thứ năm đó là đất bám hồ, bám sông hoặc là bám suối. Và cái loại đất thứ sáu đó là đất gần các cái dự án khu công nghiệp hoặc là gì khu dân cư.